Chào các bạn đến với kênh Anh Thợ Gia Trai nha các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn, mình có mua cây quạt nè các bạn. Nó còn như mà lay cuộc kia, nó còn có cái thân gì không nè, cái tì với cái motor không. Này mình đi nắng, mình mưa sợ ướt á, mình lấy cái bọc mình bọc lại rồi chia sẻ với các bạn mình mua, mình giả lấy đồ như thế nào nha các bạn. Quạt này cũng tốt đó các bạn. Rồi mình tiến hành mình gã nha các bạn, xem mình làm nha các bạn. Mà thấy kênh của anh Thợ Gia Trai có hay và hữu ích, các bạn nhớ bấm like, đăng ký, chia sẻ, ủng hộ mình nha các bạn. Rồi giờ mình gã ra, mình lấy tận dụng đồ được. Cái này thì nó gãy cái cổ rồi các bạn, nó gãy cái cổ rồi, mình còn tận dụng được cái bắp chuối này nè, cái bắp này, khúc này nè. Cái đoạn này trên tiệm cửa hàng nó bán mắc lắm nha, có khi mình đi sưu tầm không có đó, như ta bị gãy cổ á, mình đi kiếm mua không có bán. Thử ra cái này mình để dành khi nào mà của khách mà nó có bị gãy rồi đó, mình có làm thay cho khách nè. Gỡ ra đó. Ê nè, mình này mình bỏ nghe các bạn, bỏ vô chai. Mình chỉ lấy cái bắp này với cái motor với cái bộ gáo này nè. Rồi giờ mình gỡ ra coi cái motor này ra sao nha các bạn. Đây là loại tốt quá các bạn. Nè. Ngon lành thấy không? Giờ mình để xin sơ nó một cái. Quạt này gãy cho người ta bỏ đại đó, cái người ta gặp mình sửa đồ cho người ta, cái sẵn dư cái người ta bán luôn đó các bạn, nên mình mới mua được mấy cái quạt tốt này. Mình mua được cũng ấy, mình có mình thay cho khách. Gã ra nha các bạn. Gỡ cái cổ ra luôn. Dán bằng keo nhóc hết trơn. Rồi, cuộn điện nó đây các bạn. Còn zin luôn nha các bạn. Rồi mình đo thử coi nó còn zin không, mình cắt lại nha. Lan ơi. Đứa nào ạ? Rút dây ra nha các bạn. Rồi mình mình đo nha các bạn, đo thử coi nó còn ngon không nghe. Này cái ba nó nằm ở dưới á, chứ không phải cái ba nằm trên đầu, nó quản lý đều ở dưới hết luôn. Thử coi mình coi cốt bạc nó coi còn ngon không nghe, để hôm nào mình chỉ cho các bạn cách kiểm tra quạt như thế nào nha các bạn, cách kiểm tra toàn bộ cây quạt luôn. Hôm nào mình có mua được cây quạt nào đó hư hay gì đó, mình chia sẻ cho các bạn cách kiểm tra cốt quạt để coi hư cái gì, ha, thường nó hư cái gì, ha, thay sao nghe các bạn. Nè các bạn, quạt tốt đều nó có cái dây nó có trong, nó có bột hết trơn các bạn. Bột này nó làm, nói chung ra nó bột này cũng như là bột mì phảnh vậy đó. Nó đưa vô dây, cái bột này nó để dưỡng nhiệt cho cái dây mình nó mát á, mà dây này nó tốt. Mà đồ xịn thì nó làm vậy đó, còn đồ giỡm giỡm là rồi. Thường thì xám chạy đỏ đề, thì mình chỉ lấy hai này mình đo thử nha các bạn. Đen này đen này chắc motor quá, motor đảo quá. Rồi mình đo kiểm tra coi nó còn ngon nha. Xám chạy đỏ đề này, này không phải rồi, đen chạy đỏ đề,
Cái này đấy. Lên cao dữ ta. Đây mình coi cái điện nó được. Nó còn các bạn ơi, mà nó sao rồi, nó chắc nó chập cái gì hay sao. Cái ba nó nằm ở dưới chạm chạm dây hay gì rồi. Đen chạy đỏ đời lên nhít nhít. Cái này thằng này, cái thằng này là thằng motor đảo nha các bạn. Mình thử hai thằng này coi. Thằng này motor đảo rõ ràng nè, xám chạy đỏ đề lên tới 30 ohm gì vậy. Cái này lộn rồi, nó lộn màu rồi, màu nó sẽ không phải thằng xám chạy đỏ đề đâu, xám chạy xanh đề, xám chạy hay gì nè, để coi coi. Xanh chạy đỏ đề các bạn ơi. Đó, điện này nhặt không? Xanh chạy đỏ đề nha. Xanh chạy đỏ đề, xanh đề đỏ chạy, để coi coi. Này không đúng rồi. Không đúng. Trắng chạy đỏ đề, trắng chạy đỏ đề, mình thử cái đường này nha các bạn. Tại vì cái màu dây của thợ á, thì thường thường cái màu dây của thợ là hồi đó cũng có trắng chạy đỏ đề. Giờ mình lấy cái này thử coi nha. Xanh đi số sai là thấp này, chắc nữa mình rảnh mình bung con điện ra mình coi các bạn ơi. Nhớ đi tàu lao, đi tàu lao rồi, giờ mình rảnh mình bung cục điện ra mình coi. Cục điện này của cây quạt đứng của thằng Văn Phân hay gì, hàng gì, hàng ra phân, Văn Phân gì đó các bạn, Văn Phan đó. Để mình coi coi thằng thằng đề nó nằm nào đây. Bây giờ mình nói nhiều quá, mình gã ra mình gã ra mình coi coi nó nằm thằng chạy đề nằm đâu nha các bạn. Cái con hấp dẫn này nó dài, cái thằng này cái màu dây của nó đi lạ các bạn ơi. Nhiều khi nó đen chạy mà xám trắng đề, đen chạy gì tùm lum hết trơn. Nó mấy cây quạt này quạt tốt đó, nó đi đường dây nó khác hơn của mình đó. Nhiều khi mình quen quen chứ mà mình đi kiểu lạ rồi, chợt cớ đi kiểu lạ mình có chịu. Mở ra làm biết là nào chạy nào đề liền. Cục điện này bảo đảm các bạn là nó không có hư nha các bạn. Tại vì cái đường dây đề chạy nó đi hơi khác, mình chưa có dò ra. Nhiều khi nó lạ cái màu nên mình không có khẳng định được, không có chắc chắn được. Biết thì biết chứ, nhưng mà phải gã ra dòm cái cho chắc ăn. Cái này đồ mình không có ẩu được, mình thấy rồi mình làm dấu lại. Đồ nó gì nè, cây cốt nó còn xanh dờn luôn nè, thấy không? Cốt nó còn xanh dờn luôn. Rồi giờ mình
Mình gỡ cái này ra, hai dây này là dây motor đảo. Chạy đồ nó chạy nhiều quá nó hơi bung chứ không phải là gơ nha các bạn, còn nguyên luôn á, không gơ đó. Nó hơi hơi rồi chứ không có gơ. Đây mình gỡ ra mình coi coi nó dây nào đề dây nào chạy lên biết liền à. Bung ở đây rồi mình đai lại. Cầu chì nó vô cái thằng nó cứ đảo. Chạy vô cái thằng mô tô đảo chạy xám. Xám chạy chính xác là xám là chạy nha các bạn. Con nào đề đây. Bỏ đi rồi lát mình đai lại cái khác. Này mình mua mình chỉ lấy motor mình thay cho khách thôi, mấy motor xịn này là mình yên tâm khỏi lo. Buồng dây này nó đi mình phải đấu lại rồi các bạn ơi, xanh chạy đỏ đề, xanh chạy đỏ đề nha các bạn, xanh đề, xanh đỏ đề, xanh nó đi tào lao hết trơn. Thôi giờ mình này mình nó đấu cái kiểu của nó mình hết biết tường rồi. Này nó đấu kiểu lạ lắm các bạn ơi. Giờ mình cắt ra mình đấu lại. Thời gian có hạn. Mình cắt ra mình đo mình lấy là hết, đấu là hết luôn. Đấu từ lưa học chưa hết trơn, không biết đường đâu đỡ. Lâu lâu gặp đầu gì cũng ngon. Giờ mình đo mình lấy lại hết nha các bạn. Để coi mấy cọng dây. 8 đầu dây cũng giống y gan của mình nha. Nhưng mà cái thằng nó đấu cắt cớ, đấu từ lưa hột dưa hết trơn, mình không biết đường đấu kiểu đó. Những gì thằng xanh cũng một cộng mà thằng đỏ cũng một cộng mà thằng xám cũng một cộng các bạn ơi. Giờ mình cắt cho nó đều đặng mình đo mình đấu luôn nha các bạn. Rồi. Đấu lại cái kiểu của mình đi rồi mình chia sẻ cho các bạn. Clip này mình đăng hơi nó hơi lâu chút xíu nha các bạn, mình quay nó hơi dài chút xíu nha các bạn đón xem nha. Mình đốt gì ra là nó chốc cái lớp email ra cháy lớp email liền các bạn ơi. Bây giờ 3 cộng trong nè, 2 cộng ngoài nè. 3 cộng trong là 4 tích trong, còn 2 cộng ngoài là 4 tích ngoài nha các bạn. Giờ mình đo nha. Tiến hành mình đo. Đo X âm 10 nha, lên cho chuẩn kim luôn. Đây. Chạy nè. Chạy lên rồi các bạn. Chạy lên bình thường nha. 35 ohm. Cuộn điện này là cuộn điện nhập á, chứ không phải cuộn điện ở đây đâu nha. Hãng nó quấn máy, giờ nó đấu kiểu mới. Đây, kiếm màn đề hàng số đây. Đèn số nè các bạn. Số 1 nè nha. Này mình để số 2 đi. Mình để số 2 đi, đó. Đó, kiếm ra đường số rồi đó. Làn đề nè các bạn, 20 ohm nè. Chính xác làn đề nè, đó. Đều để trên. Rồi giờ còn lại là thằng số 1 nè các bạn. Ủa mày đốt chưa cháy nha. Là số 1 nè các bạn. Đó. Số 1 nè. Hàng đề nè. Đầu cuối đề nè. Đầu cuối của số 1 nè.
đầu cuối của số 2 nè, đầu cuối của số 2 nè, nè các bạn chú ý nha, đó. Rồi giờ đầu cuối của con chạy nè. Bây giờ mình lấy thằng đề, các bạn chú ý xem nha. Em ánh sáng xuống. Mình lấy cộng đầu cuối của con đề này thấy không, mình lấy thằng đề bên đây, mình đề bên đây nè, mình đấu qua, đấu chéo qua thằng số 1 nha các bạn, là nó ra số 1 đó, đấu chéo mình quấn lại luôn nha, quấn hai thằng lại luôn, nhập lại luôn là ra số 1, là quấn vô đấu vô thằng đầu số 1 là ra số 1. Mình lấy cái thằng kế tiếp, thằng hàng cuối của số 1 á, mình đấu qua thằng đầu số 2 là ra số 2 nha các bạn. Đấu luôn hết luôn. Đây, số 1 đây, số 2 đây. Rồi mình lấy cái thằng cuối của con số 2, mình đấu đấu chéo qua cái thằng chạy luôn nha các bạn. Đấu chéo qua thằng chạy là ra số 3 nha các bạn. Cái tuần hoàn của nó mình phải đấu chéo là đấu chéo luôn, chứ nếu mình đấu xuống cũng vẫn chạy bình thường. Đấu xuống thẳng xuống hàng ngay của con số 3 thằng chạy cũng được. Nhưng mà nó vẫn chạy bình thường hết trơn á, nhưng mà mình đấu quy luật của mình đấu chéo thì nó hay hơn. Nó chuẩn hơn, chuẩn bền hơn. Đấu đầu nào cũng được. Cuối của con số 2 thì đấu qua thằng chạy. Còn lại là thằng đề với thằng chạy nha các bạn. Rồi, giờ xong rồi đó, số 1 nè. Số 2, số 3. Ba số này mình lấy hột vẹt mình hơi cho nó kỹ đi rồi mình quấn luôn nha các bạn. Tại thời gian mình không có rồi. Rồi, dây đồng 100%. Mình lấy cái cọng dây nguồn này nè các bạn, mình tước ra nãy nè. Mình bỏ một cọng đen này nha các bạn. Tại vì của nó lên tới lên luôn cả motor đảo luôn. Đó, lên luôn cả motor đảo luôn thôi, mình không có xài tới motor đảo nữa, mình thay nhông cho người ta. Mình bỏ cái cọng đen này. Đó. Mình xài này thôi, nội bộ này thôi. Đó, cắt lại. Đấu theo màu của mình nó dễ nhớ hơn. Nó đấu kiểu tam giác kiểu gì từ lưa học chưa chứ không biết đường. Rồi mình lấy thằng đề mình đấu vô, quấn vô thằng đỏ nghe các bạn. Đây thằng đề quấn vô thằng đỏ, chèn vô chính giữa rồi mình quấn vòng vòng quấn siết vô luôn, quấn chặt vô luôn. Quấn thật chặt vô. Rồi mình cốp cái đầu cọng dây này lại. Đó. Xong. Mình nè. Mình lấy ống ren các bạn. Mình lấy ống ren mình đút vô. Rồi, một thằng lấy ống ren đút vô nha các bạn. Đó. Rồi thằng số 1 này thằng xanh nha, mình lấy cọng xanh mình làm số 1, mình chèn vô chính giữa đây mình quấn luôn. Cái này không phải cú cuồng điện nha các bạn, cái này cũng như là mình mua cây quạt này mà nó bị không biết đường đo đấu ra rồi mình banh ra mình đấu lại. Với sẵn chia sẻ cho các bạn xem luôn.
Cái này mình hàn không hàn gì nó cũng chắc chắn nha các bạn. Tại vì cái này mình quấn rất là chặt với an toàn, với lát mình đai vô mình rút vô á. Kinh nghiệm của mình là nhiều khi không hàn cũng sẵn xài ngon lành. Chứ không phải đợi hàng mới xài ngon lành nha các bạn. Mình quấn chặt rồi xong xuôi mình bẻ cốp lợn cái nữa rồi cái mình đút ống ren vô. Số 3, số 2, số 3. Số 2 thì dây vàng, số 3 thì dây trắng. Còn chạy á, chạy còn cũng chạy còn lại á, thì mình quấn vô dây xám nha các bạn. Đó, quấn xịt xịt hết vòng vô ha, ngay chỗ cái đầu dây điện đó, bắt đầu mình cốp lại cái nè, xiết chắc luôn là chắc chắn chầm chầm đó. Mà chưa chắc chắn chầm chầm đâu nha các bạn, mình đai lại nữa, đai lại nó rút lại ngay chỗ đó nó mới chắc chắn chầm chầm. Rồi bây giờ mình rút cái này lại, đi rút rút lại. Đó, rút ngay chỗ cái đầu cổ dây của nó nãy đó, mình quấn đó, rút chặt vô. Rồi xong mình mới rút kế tiếp cái chỗ đầu cua này một cái nữa. Dây này rút tắt giữ nha các bạn, rất là chắc. Còn ở đây cái cổ thứ ba này là mình rút hai vòng. Cộng này tắt giữ là nó dài, mình quấn lại hai vòng gì nè các bạn. Đó. Mình rút chỗ này đang giữ cái đầu đầu cổ gấp của nó, đầu đầu cổ cổ dây của nó, giữ đầu dây của nó, cổ dây với cổ đầu cổ gấp. Thì ở đây là cố định là ăn tiền là chỗ này nè. Còn đây là chỉ giữ thôi, giữ giờ giữ giữ cổ gấp thôi, dây thôi. Còn đây là cái cuối nè, chỗ đây là nó đu đưa nè. Đó. Ngon lành nè nha các bạn. Rồi bây giờ mình test, mình cắt dây ra mình đo nghe các bạn. Dây này ngon quá, dây dài. Mình làm rồi mình gáp vô nghe các bạn, rồi mình để vậy luôn. Cắt bỏ, mình cũng cắt bỏ cái cọng đen này luôn nha các bạn. Không sử dụng. Đây mình lấy thằng xám chạy nè, đỏ đề nè, mình cắt hết tước hết luôn. Giờ mình cách ly ra chân nè, mình đo nè, đỏ đề nè, xám chạy, đo hai thằng này là chủ nguồn nè, coi lên không nghe các bạn nè, xám chạy đỏ đề đó. Giờ mình lấy thằng đề, mình lấy thằng đề là thằng đỏ nha, mình nắm chết đó, mình đo nè, xanh số 1, vàng số 2, trắng số 3 nghe các bạn nè. Xanh 1 nè, 20 ohm nè, vàng 2 nè, 28 ohm nè, trắng số 3 nè, 31, 32 ohm nè, 27 ohm nè, 32 ohm nè. Cục điện này là ngon lành rồi đó các bạn. Còn cái chuyện mà chạy đằng trước đằng sau thì chạy ngược chạy xuôi do mình đấu á, là nữa mình coi mình chỉnh lại. Giờ mình thời gian có hạn, giờ mình ráp vô nghe các bạn. Để phía trước luôn đi, dây mình cho nó ra phía trước luôn, thuận luôn. Dây cho qua phía trước nha các bạn, nó nằm bên đây nè, chứ nếu mình để ngược bên đây á, thì đó nằm bên đây gì nè, nó quơ qua quơ lại nó không đụng càng quơ, còn nằm bên đây là đụng càng quơ nghe các bạn. Vô. Rồi mình test thử coi nó chạy có đúng chiều không nha. Mình nhá thử hai con ốc thôi rồi mình thử.
nó quạt là nó quay theo chiều kim đồng hồ á các bạn, nó quay đúng theo chiều kim đồng hồ, nó quay qua gì nè, đó, nó quay qua gì là mới đúng nè. Rồi mình lấy K3 mình test thử luôn, lấy ổ điện ra. Ổ điện nè, đang có điện nha các bạn, đó, đang có điện đàng hoàng nha. Rồi mình cắt hết hai cái thằng này đi, mình thằng xanh là với thằng vàng nè cắt đi, định cho gia chạm vô mình lấy thằng trắng mình thử hơn số 3 mình thử thôi. Đó. Thằng này vô điện sống nè các bạn, còn thằng đề này mình vô K3 là mình băng keo lại, thằng đỏ này nè vô K3 này là mình đút ống lại, không có sử dụng tới nó, để cho nó kích cho chạy thôi, nó đề 3 đó. Còn đó thằng này nè, còn lại thằng chạy vô điện sống này với số nè, số 3 nè, hai thằng nè. Rồi giờ mình test nha các bạn. Mình đút vô điện nha. Coi đúng chiều không? Chạy ngược các bạn ơi, mình thử chạy ngược rồi đó, nó chạy bị ngược chiều, chạy ngon lành nha các bạn, rất là mạnh nha, mạnh lắm á, có thể mình bo cốt được luôn á, số 3 mà. Rồi cái này mình đưa dây này ra ngược cái đằng sau á các bạn. Bởi vì mình nhá thử hai con ốc nè. Này mình đưa dây ra phía sau. Phía sau mới đúng của nó. Rút vô to ra từ từ vậy nè. Rồi biết rồi, mình thử mình biết rồi, giờ mình đưa dây ra nha, đưa cuộn dây nè, mình đưa, tức là mình đưa cái cổ gấp dây này ra đằng sau là nó chạy lưa đúng chiều nha các bạn. Rồi gắn vô, mình làm sẵn gì đó, cái người ta cháy cuộn điện đó mình đưa vô cái rồi à, này là zin luôn, mình chỉ thay vô thôi, thay nguyên cụm gì nè các bạn. Còn ví dụ như cái ti của người ta, cái ti cổ của người ta mà nó khác á, mình dặn ra mình lấy ti người ta mình để qua. Rồi nguyên cái motor này là chuẩn hết trơn, mình chỉ vô dầu, vô mỡ thôi, mình thay là xài bền lắm các bạn. Quạt này quạt tốt nữa. Đó, rồi đó. Đó lúc nào nó cũng nằm bên đây nha các bạn, chứ nó nằm bên đây là quơ qua quơ lại là đụng cái càng. Đó. Đây. Đó. Nó quơ qua quơ lại nè, đụng xeo đụng cái càng. Rồi xong. Gắn lại này, gắn thiệt luôn, gắn 4 ngóc luôn nha các bạn. Các bạn xem nhớ ủng hộ kênh mình nha các bạn. Rồi quấn lại cắt hoàn chỉnh một cái motor nha các bạn. Này còn zin nha, tại vì mình bung ra lại mình đấu cổ gấp lại, mình chia sẻ cho các bạn xem thôi. Rồi khi nào mà có clip nào mà hay hay có gì hay đó, mình quay chia sẻ cho các bạn xem nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn clip sau nha các bạn.